Để cây ăn trái đạt năng suất cao, chất lượng tốt thì phân bón là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chăm sóc. Đồng hành cùng bà con nông dân qua những vụ mùa bội thu, phân bón Gia Ra ngày càng củng cố sự tin cậy, khẳng định chất lượng vượt trội và vị trí của nhãn hiệu phân bón số 1 thế giới. Xuất xứ từ Na Uy, phân bón Gia Ra được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO với công nghệ tạo hạt bằng tháp vuông, cho hạt phân tròn, trơn, láng, dễ sử dụng và phân bố đều khi rải. Khác với những loại phân bón khác, Gia Ra chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon, dễ tan, ít bay hơi nên cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn. Bên cạnh đó, phân bón Gia Ra chứa lân đa cung cấp, lân nhiều hơn và lâu hơn. Phân bón Gia Ra còn có ưu điểm khác biệt, đó chính là mỗi hạt phân Gia Ra chứa nhiều dưỡng chất và các dưỡng chất này nằm chung trong hạt phân nên cung cấp dưỡng chất cân đối và không bị hiện tượng chia tách hạt. Nhờ vậy, phân bón Gia Ra giúp bộ lá dày và bóng hơn, cành khỏe, ít rụng trái, cho trái nhiều hơn và to hơn. Đặc biệt, bà con kết hợp các loại phân bón Gia Ra theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Cụ thể với cây ăn trái như cam, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng, xoài, v.v. bà con dùng Faster để bón đầu giai đoạn, dùng Winner hay Complete bón giữa giai đoạn và dùng Nitrabor bón kết hợp. Vườn tôi đang sử dụng phân Gia Ra đạt năng suất tốt, ít sâu bệnh và bán được giá cao. Dùng Gia Ra này hồi đó giờ là năng suất tốt cao hơn, giờ trái nó chất lượng cao ấy hơn, nặng trái mà bóng trái đẹp hơn. Cho nên là những cái mà hội thi trái ngon á là mời tôi đi dự thi, là tôi thi đạt được giải nhất là bữa năm qua này là nhờ giải phân Gia Ra. Anh kinh doanh cái nghề phân bón này cũng khoảng ba mấy năm, nhưng mà anh kinh doanh doanh nghiệp Hiệp Hòa ở chợ Ôn Vĩnh Long thì kinh doanh phân bón này được 30 năm, được làm nhà phân phối của bên công ty Gia Ra này. Trong thời gian qua thì rất tin tưởng vào công ty Gia Ra là được phân phối là 150 nước, bởi vì anh phân phối cho đại lý cấp 2 đưa cho tay người nông dân tiêu dùng được người dân tín nhiệm. Về ưu điểm lớn nhất của phân bón Gia Ra đó là có ba cái ưu điểm chính. Thứ nhất đó là phân bón Gia Ra là chứa tất cả thành phần trên dưỡng chất trên một viên phân và từ đó đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho cây trồng, giúp cây trồng thích ứng thay đổi cái nhiệt độ môi trường. Kế nữa đó là khi sử dụng phân bón Gia Ra thì sẽ làm cho đất trở nên là phì nhiêu hơn, tươi tốt hơn và chính vì vậy sẽ giúp bà con có nền sản xuất nông nghiệp bền vững hơn, tốt hơn. Phân bón Gia Ra, vững chắc tri thức, bền vững vụ mùa.